Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay 19 tháng 5, làng Sen, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An đã đón hàng nghìn lượt du khách đến tham quan nhân dịp kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mặc dù thời tiết hôm nay khá nóng, nắng lên từ sớm nhưng người dân và du khách từ muôn phương vẫn về với quê Bác để dâng lên người niềm thành kính và biết ơn vô hạn. Thời tiết tại quê Bác nói riêng và khu vực miền Trung nói chung vẫn chịu ảnh hưởng chính của vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn, nhiệt độ bắt đầu có xu hướng tăng dần. Trong ngày mai, một số nơi ở vùng núi từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế bắt đầu xảy ra nắng nóng với mức nhiệt lên đến trên 36 độ như tại Tương Dương, Nghệ An 38 độ, Hương Khê của Hà Tĩnh 36 độ hay tại Tuyên Hóa, Quảng Bình đạt mức 36 độ. Riêng vùng ven biển thì nhiệt độ chỉ vào khoảng 32 độ tại các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Bình. Các khu vực còn lại từ Quảng Trị cho tới tận Ninh Thuận và Bình Thuận thì dao động trong khoảng 34 cho tới 35 độ. Thời tiết dịu hơn và còn có gió biển thổi vào nên cái nắng không quá gay gắt như tại vùng núi. Tuy nhiên từ ngày mai khi mà rãnh mây dông ở phía Bắc được đẩy dịch xuống, tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ xuất hiện mưa rào và dông với lượng mưa chủ yếu tập trung ở phía Bắc của khu vực này. Nhiệt độ cũng sẽ giảm nhanh, nắng nóng cũng không còn nhiều khi mà nhiệt độ trưa chiều giảm xuống, thời tiết sẽ mát dịu hơn. Giờ Trung Bộ chúng ta sẽ quay trở ra với các tỉnh miền Bắc. Do sự phát triển của vùng áp thấp nóng phía Tây nên thời tiết Bắc Bộ đã quay trở lại trạng thái khô ráo và có nắng. Đặc biệt là vào trưa nay, nếu quý vị phải lưu thông ngoài trời thì còn có cảm giác hơi nóng. Tuy nhiên trời vẫn nhiều mây nên nhiệt độ không tăng quá cao, cao nhất chỉ trong khoảng 31 cho tới 34 độ nên chưa có nắng nóng tại Bắc Bộ. Dạng thời tiết đẹp thế này vẫn sẽ duy trì trong đêm nay và ngày mai, thuận lợi cho cuộc sống thường nhật của người dân. Tuy nhiên điều đáng chú ý là hiện nay một khối không khí mát ở phía Bắc đang di chuyển xuống nước ta. Khoảng chiều mai trở đi thì rãnh mây dông sẽ bị đẩy sâu xuống và bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ. Những cơn mưa rào và dông sẽ xuất hiện trở lại, chủ yếu tập trung ở khu vực vùng núi, sau đó thì lan dần xuống Trung Du và Nam Đồng Bằng trong ngày mai. Trong cơn dông, người dân cần hết sức chú ý với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy và có thể có mưa đá và gió giật mạnh kèm theo. Những cơn mưa dông trong những ngày qua tại các tỉnh thành Nam Bộ và vùng cao Tây Nguyên đã làm bầu không khí nơi đây mát mẻ và dễ chịu hơn nhiều. Trong những ngày tới, mặc dù thời điểm ban ngày trời vẫn có nắng, nhưng mức độ là không quá gay gắt, xen kẽ là những khoảng nhiều mây và đôi lúc có mưa rào. Đặc biệt là trong thời điểm chiều tối, mưa vẫn tiếp tục xuất hiện đều hơn trên toàn khu vực, nhất là tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Mưa có thể xảy ra bất kỳ thời điểm nào trong ngày, mang đến kiểu thời tiết dễ chịu cho người dân nơi đây. Tuy nhiên, trong cơn dông thường đi kèm với dông sét và gió giật mạnh, nên người dân cần hết sức chú ý. Do mưa nhiều hơn nên nhiệt độ cao nhất ngày sẽ không tăng cao, phổ biến đều dưới ngưỡng 35 độ nên nắng nóng gần như đã chấm dứt hẳn tại các tỉnh Tây Nguyên cũng như Nam Bộ. Cuối cùng sẽ là thông tin thời tiết trên biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, trong đêm nay và ngày mai thời tiết và tình trạng biển sẽ ổn định trở lại, bao gồm các vùng biển phía Bắc như là Bắc và giữa Biển Đông, trong đó có vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Riêng các vùng biển phía Nam, trong đó có cả khu vực phía Nam Biển Đông thì sẽ có mưa rào và dông rải rác. Khuyến cáo tàu thuyền về tầm nhìn giảm và khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Như vậy là ngày mai Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục duy trì tiết trời nắng đẹp. Từ ngày 21 mưa dông sẽ xuất hiện trở lại, tập trung nhiều ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, sau đó lan dần xuống Nam Đồng Bằng và cả phía Bắc miền Trung. Khép lại bản tin sẽ là phần nhiệt độ chi tiết cho các tỉnh thành trên cả nước. Xin chào tạm biệt và chúc quý vị một buổi tối nhiều niềm vui.